Đây bơm inox gắn cho máy xăng 5.5, 6.5 nè con, 7.5 nè, cốt 19-20 nha, bà con mua cho đúng nha. Ống vô là 60, ống ra là 42 hay bao nhiêu nè. Không, mình chưa đo như khoảng đó đó. Không, năm trăm rưỡi ngàn cái rồi con. Đây bơm inox dành cho máy xăng cốt 19-20, con mua đúng nha. Nè, cốt 20, 550.000 cái nha. Cái cốt này nè bà con nhớ đo cho máy nha. Đây. Nó lên cái lớp B nha thằng. Đây cốt 19-20 con mua cho đúng nha. Giống như hết chỉ khác cốt 19-20 thôi. Alo. Alo. Đúng rồi, vô số thượng. Đây bơm inox dành cho máy xăng 5.5, 6.75. Cốt thẳng là được bà con. Bà con mua nhớ đo cốt trong 19-20 thôi.